một góc nhìn tổng quan về mã cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm. Hiểu rõ bản chất doanh nghiệp, thấy được giá trị thực sự. Với những ý kiến đa chiều, nhiều góc cạnh đối lập. Những phân tích cơ bản tới từ các chuyên gia của VN Direct. Chương trình cổ phiếu 360 độ livestream trên Facebook page VN Direct lúc 15:30. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy, đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là anh Dũng đến từ bộ phận phân tích của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cổ phiếu rất là mới và ở trong một cái lĩnh vực cũng rất là hot, đấy chính là cổ phiếu về của tập đoàn Viettel, tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, mã là Viettel Post, VTP. Viettel Post thì đã được thành lập từ năm 1997 và chuyên về trong các lĩnh vực chuyển phát nhanh hay là những cái kinh doanh về phát hành báo chí hay là kinh doanh thương mại trên bưu chính, thương mại điện tử. Và Viettel Post thì mới lên sàn gần đây thôi, là năm 2018 và đã có những cái giai đoạn đầu tiên khi cổ phiếu lên sàn thì có những cái bước tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thời gian gần đây thì cái tốc độ đấy cũng đã bị sụt giảm phần nào và chúng ta hãy cùng xem chương trình để cùng xem là chuyện gì đã xảy ra với Viettel Post trong quá khứ và cái gì có thể kỳ vọng trong tương lai. Đây là một số cái thông tin khác của chúng tôi về cổ phiếu Viettel Post. Chúng ta có thể thấy là trong này có 67% là doanh thu đến từ cung cấp dịch vụ và 67% là doanh thu bán hàng và 33% là doanh thu cung cấp dịch vụ. Và các chiến lược của công ty hay là những cái mục tiêu của công ty trong tương lai thì sẽ bao gồm là thứ nhất là trở thành công ty logistics số 1 Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao. Thứ hai là nâng cao thương hiệu Viettel Post trong lĩnh vực chuyển phát trong nước và quốc tế. Và cuối cùng là đến năm 2025 sẽ đạt tổng doanh thu được khoảng 1 tỷ đô la, chiếm 35% thị phần chuyển phát tại Việt Nam. Và như tôi đã chia sẻ trước đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp thì năm 2018 và 2019 là đạt đỉnh ở mức là 5,7 và 4,9. Tuy nhiên là năm 2020 và 2021 thì cái biên lợi nhuận này rất là khiêm tốn, kéo theo làm sụt giảm cái doanh thu cái lợi nhuận của cả tập đoàn. Thì cái biên lợi nhuận gộp 2 năm gần đây thì là chỉ ở mức 2,2 và 2,1%. Và bây giờ thì tôi sẽ sang ba cái điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu Viettel Post. Điểm thứ nhất đấy chính là những cái triển vọng của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam. Điểm thứ hai là triển vọng của cái mảng logistics của Viettel Post. Và cuối cùng là những cái cơ hội chuyển sàn cũng như thoái vốn cho các đối tác chiến lược. Và bây giờ thì mời anh Dũng có thể bắt đầu cái phần tích cực của mình ạ. Vâng, đối với điểm tích cực đầu tiên của Viettel Post, đó là cái triển vọng của ngành thương mại điện tử. Thì thị trường thương mại điện tử phát triển nó chính là cái động lực chính để tạo nên cái sự tăng trưởng của lĩnh vực chuyển phát của Viettel Post. Thì ở Việt Nam, mặc dù cái tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30% trong những năm vừa qua, tuy nhiên là tôi vẫn cho rằng là cái mức tăng trưởng này thì vẫn còn rất là nhiều cái dư địa phát triển. Khi mà so sánh với cả Trung Quốc thì cái tốc độ tăng trưởng của cái ngành thương mại điện tử của Trung Quốc trong 5 năm vừa qua vào khoảng 35%, tức là mức tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn chưa cao. Hơn nữa là nếu mà so sánh về cái tỷ lệ thương quan giữa thương mại điện tử trên bán lẻ của Trung Quốc thì cũng cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Cụ thể là trong năm 2020 thì tỷ lệ này vào khoảng 25% ở Trung Quốc, trong khi ở Việt Nam thì mới chỉ đạt là 5%, thấp hơn nhiều Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Do đó thì tôi cho rằng là dư địa của thị trường thương mại điện tử Việt Nam vẫn còn rất là nhiều cái dư địa để phát triển. Đi sâu hơn thì trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế, tuy nhiên là nền thương mại điện tử Việt Nam thì vẫn đạt cái mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Và số lượng người mua hàng trực tuyến cũng tăng 10% lên 49,3 triệu người. Nguyên nhân của sự tăng trưởng đến từ các cái quy định giãn cách của xã hội, đến từ những cái quy định giãn cách của chính phủ, khiến cho người tiêu dùng phải thích ứng với việc là tiêu dùng mua hàng trực tuyến. Trong đại dịch thì một số cái thói quen mua sắm của người Việt Nam cũng có những thay đổi cụ thể, như là khi mà ở trước đại dịch thì người tiêu dùng trung bình dành ra 3,7 giờ một ngày để mua sắm trực tuyến, nhưng mà trong đại dịch thì con số này đã tăng lên là 4,7 giờ một ngày. Ngoài ra thì tỷ lệ người sử dụng Internet mua sắm trực tuyến cũng tăng từ 77% trong năm 2019 lên 88% trong năm 2020.
giao nhận, vận chuyển là cái bước cuối cùng để mà hoàn thiện cái quá trình mua sắm trực tuyến. Thì theo cái dự báo của Euromonitor cũng như là cái độ tương quan mà chúng tôi so sánh giữa tăng trưởng cái thị trường chuyển phát và thị trường bán lẻ không qua cửa hàng của Việt Nam, thì chúng tôi kỳ vọng là thị trường chuyển phát của Việt Nam sẽ có thể có mức tăng trưởng trung bình là 11,4% trong giai đoạn 2021 đến 2023, thúc đẩy bởi cái tăng trưởng của lĩnh vực thương mại điện tử. Về cái triển vọng, cái điểm tích cực thứ hai của Viettel Post đó là cái triển vọng của mảng logistics. Theo cái ước tính của Hiệp hội Logistics Việt Nam thì hiện tại là chi phí logistics theo GDP là vào khoảng độ 17%, tương đương với cả 42 tỷ đô. Thì cái tốc độ phát triển của ngành logistics Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt khoảng mức là 14-16%. Chi phí logistics của Việt Nam so với cả GDP cũng đang khá cao so với cả thế giới, là chiếm gần 20,9% GDP của cả nước. Và logistics thì cũng được dự báo là một trong 5 ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2021 đến 2025, với mức tăng trưởng hàng năm ước tính là đạt 14-16%. Dựa trên cái triển vọng của mảng logistics này thì Viettel Post cũng đã có những cái bước đi để mà tận dụng được cái nhịp tăng trưởng của ngành. Cụ thể là trong năm 2020 cũng như đầu năm 2021 thì Viettel Post đã đưa vào hoạt động hai trung tâm logistics thông minh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những trung tâm này được đưa vào vận hành có cái năng lực xử lý bưu kiện là 42.000 bưu phẩm một giờ. Viettel Post đặt kế hoạch là sẽ vận hành 17 trung tâm chia và chọn này cho đến năm 2025, bao gồm 4 trung tâm chia chọn để tối ưu nguồn lực. Trong năm 2021 thì Viettel Post sẽ dự kiến là hoàn thiện tại Đà Nẵng và Cần Thơ, và đồng thời là việc đưa vào vận hành cái chuỗi trung tâm này cũng sẽ giúp Viettel Post tiết kiệm được chi phí, qua đó là phần nào giảm áp lực về chi phí và làm tăng biên lợi nhuận của doanh nghiệp khi mà cái giá cước đang trong cái quá trình là cạnh tranh cao. Nhờ các trung tâm logistics mới thì chúng tôi cho rằng là Viettel Post có thể gia tăng cái đóng góp từ doanh thu của mảng e-fulfillment và logistics hàng hóa lớn từ mức thấp là 10% trong năm 2020 lên mức là khoảng 50% trong năm 2025. Cái điểm tích cực thứ ba đối với cả cổ phiếu Viettel Post đó là cái cơ hội chuyển sàn cũng như là cái cơ hội thoái vốn cho đối tác chiến lược. Hiện tại thì cơ cấu cổ đông của VTP bao gồm tập đoàn Viettel là hiện tại đang nắm giữ 68,1% cổ phiếu sau khi niêm yết vào tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên là tập đoàn này thì cũng đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống 66% trong năm 2019 sau đợt phát hành ESOP, và sau đó là vào tháng 11 năm 2020 thì tập đoàn cũng đã tổ chức đấu giá bớt cổ phần tại Viettel Post xuống 60,8% và thu về 527 tỷ đồng để tăng cái nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì trong thời gian tới thì Viettel Post có kế hoạch sẽ niêm yết trên sàn HOSE, và hiện tại thì công việc đã đang triển khai theo đúng tiến độ, và có thể là vào thời gian là cuối năm 2021 thì Viettel Post sẽ có thể được niêm yết trên HOSE. Ngoài ra thì sau khi niêm yết trên HOSE thì Viettel Post cũng sẽ có kế hoạch là thoái tiếp 5% vốn hiện tại cho đến năm 2025. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Dũng về những cái phần tích cực của cổ phiếu Viettel Post. Thì Duy cũng muốn hỏi anh Dũng thêm, đấy là về cái điểm tích cực thứ ba, đấy là về cái cơ hội chuyển sàn cũng như là thoái vốn cho các đối tác chiến lược. Thì hồi xưa là Viettel Post cũng có những cái tin rằng là có thể là sẽ tìm những đối tác chiến lược như là CJ, thì không biết là anh có chia sẻ thêm những cái thông tin gì về việc là những cái đối tác có tiềm năng đối với cả Viettel Post trong tương lai mà có thể là hợp tác với họ để giúp cho họ là cải thiện cái khả năng kinh doanh cũng như là về lợi nhuận. Ở thực tế thì đối với cổ phiếu Viettel Post thì nước ngoài rất là quan tâm, cụ thể là các quỹ đầu tư có view đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam.
Thực ra thì nói chung là rất là nhiều quỹ quan tâm, nên tôi cho rằng là cái việc là CJ hay là một quỹ nào đấy quan tâm thì cũng là một yếu tố để chúng ta xem xét thôi. Tuy nhiên là tôi nghĩ là chúng ta cần nhìn theo cái góc độ đó là cái ngành chuyển phát, cái ngành vận chuyển của Việt Nam là một cái lĩnh vực rất là hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư nước ngoài, bởi cái dư địa tăng trưởng của nó sẽ có cái dư địa tăng trưởng cùng với cả cái tốc độ tăng trưởng của tiêu dùng Việt Nam cũng như là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó là nó là một cái miếng bánh rất là hấp dẫn và rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào. Và hiện tại thì Vietopost thì đang là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát của Việt Nam và được rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Vâng. À, thế bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần tiếp theo của ngày hôm nay, đấy là cái phần về là những cái điểm tiêu cực mà chúng tôi nghĩ là nhà đầu tư cần phải quan tâm khi mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta tìm hiểu về cổ phiếu Vietopost này. Thì cái điểm đầu tiên của tôi đấy chính là cái việc là kết quả kinh doanh của Vietopost là sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Thì chúng ta đều có nhìn thấy là sau khi mà Covid lần thứ tư bùng nổ thì nó cũng có gây ảnh hưởng. Thứ nhất là làm gián đoạn những cái hoạt động giao hàng của Vietopost tại một số tỉnh, thành phố. Thứ hai nữa là đóng cửa biên giới thì khiến cho là cái sản lượng chuyển phát quốc tế là bị giảm mạnh. Và thứ ba nữa là cái việc là khó khăn trong vận chuyển thì nó cũng sẽ làm cho cái chi phí bán hàng là tăng thêm. Và ngoài ra nữa thì là cái việc là xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên và hay tỷ lệ hoàn trả bưu kiện không thành công thì cũng sẽ tăng. Thì qua đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong 6 tháng 2021 thì cái tỷ lệ chi phí trên doanh thu là đã tăng là 137% so với cùng kỳ, nghĩa là tăng hơn gấp đôi. Và cái biên lợi nhuận gộp thì đã giảm rất là mạnh xuống còn mức là 2,1%. Thì không biết là anh theo quan điểm của anh Dũng thì là cái biên lợi nhuận gộp này thì trong nửa cuối năm nó có cải thiện được không? Và trong 2022 thì nó sẽ thế nào? Thực tế thì nếu như mà chúng ta nhìn theo cái biên lợi nhuận gộp của toàn công ty thì nó có mức suy giảm, nhưng mà cái mức biên lợi nhuận gộp này suy giảm nó là bởi vì là cái tỷ trọng cái doanh thu cái doanh thu bán hàng, cụ thể là cái doanh thu về bán SIM thẻ điện thoại của Vietopost tăng trong những năm gần đây, và cái biên của cái dịch vụ bán hàng này nó rất là thấp, nó chỉ vào khoảng độ 0,5 đến 1%. Chính vì thế là nó đã kéo cái biên lợi nhuận gộp của toàn công ty xuống. Thực tế thì theo báo cáo tài chính của Vietopost thì cái mảng chuyển phát của Vietopost là biên lợi nhuận gộp đã giữ được ổn định trong cái thời gian dịch COVID-19 diễn ra. Do đó là tôi cho rằng là công ty đã kiểm soát chi phí cũng như là cái biên lợi nhuận gộp rất là tốt trong cái giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vâng. À, vậy là theo như anh Dũng chia sẻ thì cái biên lợi nhuận gộp giảm này chủ yếu là bởi vì do là cái mảng cái doanh thu của mảng bán thẻ là nó đã tăng, và cái mảng này thì có cái biên rất là thấp cho nên khiến cho biên lợi nhuận gộp của cả toàn công ty là giảm xuống. Còn nếu mà xét riêng cái biên lợi nhuận gộp của cái mảng chuyển phát nhanh thì Vietopost vẫn đang giữ được cái mức là không đổi, và qua đấy thì là trong tương lai thì khi mà cái mảng này có cái tăng trưởng tốt trở lại sau khi dịch Covid xảy ra thì cái biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp có thể là hoàn toàn có thể quay về cái mức là 5-6% trong tương lai là chuyện có thể xảy ra. Và đối với cả cái phần thứ hai, cái luận điểm tiêu cực thứ hai của tôi thì đấy là liên quan đến cái việc là cái tình hình cạnh tranh rất là gay gắt trong cái ngành chuyển phát này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là Vietopost là trong những năm gần đây là đã bị cạnh tranh bởi thứ nhất là các công ty mà trực thuộc ngay chính các những cái công ty thương mại điện tử, ví dụ như là Lazada Express hay Tiki Express hay là giao hàng tiết kiệm, thì những cái công ty này sẽ được ưu tiên những cái đơn hàng mà giao bởi Lazada hay là những cái đơn hàng mà mua bán trên nền tảng Lazada hay trên nền tảng Tiki, mà chúng ta đều biết là những cái nền tảng này đều chiếm một cái tỷ trọng không nhỏ trong cái thị trường thương mại điện tử. Vì vậy cho nên là Vietopost hiện tại thì trong tương lai cũng sẽ là tập trung nhiều hơn vào những cái mảng ví dụ như là bán hàng trên Facebook chẳng hạn, còn bán hàng trên Tiki hay Lazada thì hoàn toàn không thể cạnh tranh được. Ngoài ra nữa thì là những cái công ty logistics đa quốc gia khác như là UPS hay là DHL thì đều là những công ty mà có vị thế tài chính rất là tốt và có kinh nghiệm trong ngành, thì đều hoàn toàn có thể là sẽ cạnh tranh được với cả Vietopost trong tương lai về cái lĩnh vực là chuyển phát quốc tế. Và không biết là theo như anh Dũng, theo quan điểm của anh Dũng thì cái trong cái việc cạnh tranh này thì Vietopost có cái điểm mạnh gì mà những cái đối thủ khác không có để khiến họ có thể là giữ vững thị phần hiện tại và có thể là tăng trưởng về thị phần trong tương lai?
Vâng, về cái ý cạnh tranh gay gắt này thì tôi muốn kết hợp với cả cái ý ở trên của Duy nói, đó là về cái tình hình khó khăn của ngành trong cái giai đoạn Covid-19. Thì do là chúng ta luôn nói là trong nguy thì có cơ, thì rõ ràng là trong cái thời điểm dịch Covid diễn ra thì rất là nhiều cái doanh nghiệp chuyển phát đã phải giảm cái quy mô, thậm chí là ngừng hoạt động. Cụ thể như là Giao Hàng Tiết Kiệm thì là một trong những đối thủ lớn nhất của Vietpost thì đã phải tạm dừng nhận đơn hàng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn tháng 8 đến tháng 9 năm 2021. Ngoài ra thì Grabbee hay là những cái ứng dụng xe công nghệ khác thì cũng không được hoạt động. Và để mà hoạt động thì những cái doanh nghiệp này phải những cái người giao hàng của họ là phải có chứng nhận về xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên là điều này là hạn chế lớn cho những cái đơn vị ứng dụng xe công nghệ, bởi vì những cái người vận chuyển này là những cái đối tác kinh doanh chứ không phải là nhân viên của công ty, do đó rất khó để quản lý về việc xét nghiệm này. Và trong cái thời điểm khó khăn vừa qua thì Vietpost đã tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần bằng cái việc là Vietpost đã nhanh chóng chấp hành quy định của chính phủ và hoàn thành xét nghiệm cũng như là tiêm chủng đầy đủ cho nhân viên của mình. Thực tế thì Vietpost đã hoạt động vượt công suất trong cái giai đoạn là tháng 7, tháng 8 năm 2021 khi mà người dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến rất là nhiều. Đồng thời là từ đầu năm thì Vietpost cũng đã triển khai cái mô hình là bưu cục số. Thì trong đấy thì mỗi bưu cục nó chỉ bao gồm là một cái trưởng bưu cục được trang bị đầy đủ về công nghệ cũng như là những cái yếu tố cần thiết khác để mà có thể được phục vụ khách hàng. Mô hình này đã giúp cho khách hàng là không phải đến bưu cục để gửi hàng, đồng thời là cũng giúp Vietpost tiết kiệm được chi phí thuê nhà, chi phí điện nước, chi phí nhân sự cũng như là cái tối ưu hóa cái quy trình hoạt động. Đến hiện tại thì Vietpost đã có 600 cái bưu cục số trên toàn quốc. Và một yếu tố nữa cũng phải nói đến là Vietpost đã tận dụng rất là tốt cái thời gian diễn ra dịch bệnh để phát triển cái mảng thương mại điện tử của mình, đó là trang vosò.vn. Thì cái nền tảng thương mại điện tử này của Vietpost đã chứng kiến cái mức tăng hạng từ thứ 8 trong tháng 7 năm 2021 lên đến từ thứ 14 trong tháng 6 năm 21 lên thứ 8 trong tháng 7 năm 21 trong cái bảng xếp hạng các nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời là vosò.vn cũng là một cái nền tảng thương mại điện tử rất là tích cực trong việc cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong cái giai đoạn dịch bệnh diễn ra. Đầu tháng 9 năm 2021 thì vosò.vn cũng đã triển khai cái chương trình đi chợ hộ trên toàn quốc với khả năng cung ứng đến 500 đến 600 tấn hàng hóa một ngày và sử dụng cái hình thức giao nhận của công ty mẹ là Vietpost. Do đó là tôi cho rằng là cái dịch bệnh diễn ra là một cái cơ hội tốt để cho Vietpost có thể chứng tỏ được cái vị thế của mình cũng như là tận dụng để mà có thể tăng thị phần. Vâng, nhắc đến dịch bệnh thì tôi cũng muốn có thêm một số thông tin khác để update với cả để cập nhật với quý nhà đầu tư. Đấy là cái năm 2020 thì cái tình hình cạnh tranh cũng rất là khốc liệt và Vietpost thì cũng phải giảm cái giá phí dịch vụ trung bình ước tính là khoảng 13,1% so với cùng kỳ để qua đấy là giúp cho họ có thể duy trì được cái thị phần. Thì cái việc là cái giá dịch vụ này là nó là cái xu hướng giảm của rất là nhiều doanh nghiệp, thì không biết là anh Dũng có cái quan điểm gì trong việc là giá dịch vụ của các doanh nghiệp giao phát chuyển phát nhanh giảm trong thời gian vừa rồi? Đúng là trong giai đoạn năm 2020 thì Vietpost đã phải giảm giá dịch vụ trung bình là khoảng 13,1% để cạnh tranh với cả các cái doanh nghiệp chuyển phát khác trong ngành. Tuy nhiên là theo tôi quan sát thì cái xu hướng giảm giá này của Vietpost nó chỉ diễn ra trong năm 2020. Đến năm 2021 thì cái giá dịch vụ của Vietpost cũng hầu như là được giữ nguyên rồi và doanh nghiệp không còn phải giảm giá dịch vụ để cạnh tranh nữa. Đó là bởi đến từ theo tôi là hai cái yếu tố chính. Thứ nhất đó là việc Vietpost giảm giá chủ yếu là đến từ việc giảm giá những cái dịch vụ gọi là thu thêm. Và hiện tại thì cái giá dịch vụ của Vietpost chỉ thuần là cái giá dịch vụ chuyển phát chứ không bao gồm những cái giá dịch vụ thêm nữa. Chính vì vậy nên là cái giá dịch vụ về cơ bản hiện tại nó đã là rất khó giảm thêm. Thứ hai là cái sự cạnh tranh trong ngành
hiện tại là nó cũng đã bớt khốc liệt rồi, do là cái số lượng doanh nghiệp tham gia mới trong lĩnh vực chuyển phát đã giảm rất là mạnh trong cái giai đoạn từ 2019 đến 2021. Do đó là tôi cho rằng là cái giá dịch vụ của Viettel Post sẽ có sự ổn định kể từ trong năm nay cũng như là trong các năm sắp tới, và giúp cho cái biên lợi nhuận gộp của Viettel Post sẽ giữ được ở mức ổn định. Vâng ạ, và sau đây thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo. Và trong hai cái quan điểm tiêu cực vừa rồi thì tôi xin phép được tóm gọn lại. Đấy là đối với cả cái việc là cái kết quả kinh doanh là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thì cái kết quả kinh doanh này là ảnh hưởng chung của tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì đây cũng lại là cơ hội để cho Viettel Post là vươn lên, và qua đấy thì là có thể là khẳng định cái khả năng cạnh tranh của mình trong cái lĩnh vực thương mại điện tử này. Thì cái việc này liên quan thứ nhất là đến từ cái việc là những cái sàn số của Viettel Post là đã giúp cho họ là triển khai được, chuyển phát được tốt hơn trong cái thời kỳ dịch bệnh. Ngoài ra nữa thì cái trang thương mại điện tử Vỏ Sò của họ cũng đã có những cái bước tiến nhất định, từ cái bước từ cái thứ tự là thứ 14 thì có thể là tăng lên đến là thứ 8 vừa rồi, và có thể là trong tương lai thì sẽ tăng hơn nữa nếu mà Viettel Post là tiếp tục gia tăng. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần luận điểm tiêu cực thứ ba. Đấy là như chúng ta đã biết thì cái việc là triển khai những cái sàn thương mại điện tử thì sẽ đòi hỏi có vốn và đòi hỏi là kinh doanh. Thì những cái giai đoạn đầu tiên thì các sàn thương mại điện tử là thường là nó sẽ không có quá là nhiều lãi, và nó cũng có thể là tạo ra những cái chỉ số tài chính là nó không tốt cho doanh nghiệp. Thì bây giờ tôi cũng có một số cái thống kê ở đây mà để cho quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy. Thứ nhất đấy là cái nợ trên vốn chủ sở hữu thì đã tăng lên gần 3 lần, là từ mức là đã tăng lên mức là 3 lần từ cái mức là 2,65 lần vào cuối năm 2020. Trong đó thì nợ vay trên vốn chủ sở hữu cuối quý 2 thì sấp xỉ bằng 1. Và thứ hai thì chúng ta đều nhìn thấy là dòng tiền âm của công ty Viettel Post, và trong đấy đặc biệt hơn nữa là hoạt động kinh doanh cũng có dòng tiền âm nhiều quý liên tiếp. Và chúng ta đều biết rằng là cái hoạt động kinh doanh của Viettel Post là liên quan đến chuyển phát nhanh, thì là có khách hàng là những cái cá nhân rất là những khách hàng cá nhân và những cái người mà buôn bán thương mại điện tử, thì là dòng tiền là nó sẽ về ngay lập tức. Tuy nhiên thì dòng tiền của Viettel Post lại âm trong thời gian vừa qua. Thì và phần thứ tư đấy chính là chúng tôi nói về cái việc là tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Thì 2018 có cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt, đấy là lên đến 64%. 2019 thì giảm nhẹ xuống thì giảm rất mạnh xuống còn 36%. Tuy nhiên đây vẫn là một mức cái tăng, cái mức độ tăng trưởng rất là tốt của một cái doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Nhưng mà 2020 và 2021 thì chúng ta đều nhìn thấy là gần như cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là không có tăng trưởng. Và đây thì cũng là những cái và cái không có tăng trưởng của doanh nghiệp thì lại đi cùng với cả cái định giá lại tương đối là cao. Khi mà chúng ta nhìn thấy là cái định giá của Viettel Post trên cái sử dụng chỉ số PE thì hiện tại là cũng vẫn đang ở mức là 18 cho đến 20 lần. Mà chúng ta đều biết là những cái doanh nghiệp trên sàn, ví dụ như là FPT hay là MWG, là những cái doanh nghiệp mà có tăng trưởng rất là đều đặn, là khoảng tầm trên 20% một năm, thì đều có mức PE là thấp hơn so với cái mức PE này. Và hơn thế nữa là Viettel Post thì đang là một doanh nghiệp mà được ở trong một cái ngành mà được kỳ vọng tăng trưởng rất tốt, đấy chính là ngành thương mại điện tử, lại có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn. Vậy thì không biết là theo quan điểm của anh Dũng thì những cái chỉ số tài chính như thế này thì nó là vấn đề là tại sao và liệu nó có đáng lo ngại hay không? Đầu tiên đấy là về cái vấn đề đòn bẩy, thứ hai là về dòng tiền âm, và cuối cùng là về cái tăng trưởng lợi nhuận cũng như là cái định giá. Vâng, thứ nhất là về vấn đề đòn bẩy. Thì trong thời gian vừa qua thì do là Viettel Post đang mở rộng đầu tư nên là đã khiến cho cái phần nợ của Viettel Post tăng. Thì theo tôi thì trong cái giai đoạn mà một cái doanh nghiệp mà đang mở rộng đầu tư thì cái việc đòn bẩy tăng thì nó là hoàn toàn hợp lý thôi, cái đấy không thể tránh khỏi được. Cái việc dòng tiền âm ý, thì nó là chủ yếu do cái yếu tố là Viettel Post trong thời gian vừa qua thì đã đẩy mạnh thêm vào cái mảng thương mại điện tử và của để trang Vỏ Sò. Thì cái business này nó khiến cho là cái khoản phải thu của Viettel Post nó tăng lên, để nó đã làm cho cái dòng tiền của Viettel Post âm. Thì cái này thì nó cũng là theo cái business mà nó cũng là theo cái chiến lược mở rộng của công ty thôi. Thì cái này là tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì có thể là dòng tiền sẽ âm. Tuy nhiên là khi mà những lĩnh vực mới của Viettel Post đi vào hoạt động ổn định thì dòng tiền của công ty sẽ có thể dương trở lại.
cái yếu tố cuối cùng đó là về cái định giá của VietnamPost, thì hiện tại thì có thể thấy là cái mức PE hiện tại của VietnamPost nó cao ngang ngửa với cả những cái doanh nghiệp hàng đầu về bán lẻ cũng như công nghệ như là FPT hay là Thế Giới Động. Thì tôi cho rằng là trong quá khứ thì chúng ta có thể thấy là trong cái giai đoạn là từ 2015 đến 2019, cái tốc độ tăng trưởng của VietnamPost rất là cao, trung bình là khoảng độ 30 đến 35% một năm. Thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể thấy là cái nền kinh tế cũng như là cái hoạt động thương mại điện tử và lĩnh vực chuyển phát nó hoạt động, nó có một cái sự ổn định về vĩ mô để cho những cái lĩnh vực này nó phát triển tốt. Do đó là VietnamPost mới đạt được cái mức tăng trưởng tốt như thế. Tuy nhiên là đến năm 2020 cũng như là 2021 thì ngoài yếu tố về dịch bệnh COVID-19 thì cũng là cái yếu tố nữa là về cái cạnh tranh, thì nó đã khiến cho là VietnamPost phải giảm cái giá dịch vụ, nó mới làm cho cái tăng trưởng lợi nhuận của 2020 giảm về chỉ còn khoảng dưới 10%. Thì tôi cho rằng thì khi mà cái dịch bệnh đi qua, rõ ràng thì nó sẽ mang lại một cái sự ổn định về vĩ mô để cho cái nền thương mại điện tử cũng như là bán lẻ và chuyển phát phát triển tốt. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái việc cạnh tranh, thì như tôi đã nói ở trên là theo tôi thì cái mức giá cũng như là cái biên lợi nhuận gộp của VietnamPost cũng sẽ ở mức ổn định trong thời gian tới, do là cái mức độ cạnh tranh nó đã giảm rồi. Do đó là tôi cho rằng có nhiều cái cơ sở để VietnamPost có thể quay trở lại mức tăng trưởng cao trong những năm tới, và điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là cái mức PE trả hiện tại cho VietnamPost, tôi cho rằng là nó là để nhìn theo cái mức tăng trưởng tiềm năng tương lai rất là tốt trong các năm tới. Vâng, và đấy là những cái phần của chúng tôi ngày hôm nay về cổ phiếu VietnamPost, và tôi xin phép là sẽ được tổng kết lại những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa đến quý nhà đầu tư. Đấy là thứ nhất là về cái triển vọng của ngành thương mại điện tử thì rất là tích cực và được kỳ vọng là cái thị trường chuyển phát nhanh tại Việt Nam sẽ có mức tốc độ tăng trưởng trung bình là 11,4% trong cái giai đoạn từ 2021 cho đến 2023. Ngoài ra nữa thì mảng logistics cũng là một trong những cái ngành mà được dự đoán là top 5 tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới, và mức độ tăng trưởng của cái ngành này thì cũng có thể đạt được đến từ 14 đến 16%. Thì một số cái điều tiêu cực của cái cổ phiếu đấy là liên quan đến việc là cái dịch bệnh Covid cũng như là tình hình cạnh tranh của cái ngành thì khiến cho cái giá dịch vụ giảm, và qua đấy thì là ảnh hưởng đến cái doanh thu cũng như là lợi nhuận. Ngoài ra nữa thì cái tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng chưa thực sự là quá là lành mạnh, khi mà cái nợ trên vốn chủ sở hữu đã tăng lên rất mạnh trong thời gian vừa qua, cũng như là dòng tiền kinh doanh thì âm. Và ngoài ra, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là VietnamPost là một trong những cái công ty mà là top 5 trong cái lĩnh vực logistics rất là uy tín, và họ thì có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, cũng như là họ có những cái kế hoạch trong tương lai về việc chuyển sàn hay là những cái kế hoạch mà thoái vốn để hỗ trợ cho, để tìm những cái nhà đầu tư chiến lược trong tương lai. Thì đây chính là những cái điểm mà chúng ta có thể là kỳ vọng vào cổ phiếu VietnamPost này. Và trước khi sang cái phần Q&A ngày hôm nay thì tôi sẽ xin phép dành ra 2 phút để giới thiệu cho quý nhà đầu tư về những cái chương trình của VN Direct trong thời gian sắp tới. Thứ nhất, đấy là chương trình La Bàn Thị Trường của chúng tôi, là chương trình cập nhật về những cái tiêu điểm vĩ mô cũng như là các kênh tài sản, thì sẽ được phát hàng sóng vào lúc 15 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai là chương trình Tọa đàm Đầu tư. Chương trình này dành riêng cho các khách hàng của VN Direct, thì chúng tôi sẽ phân tích và nhận định các mã cổ phiếu trong và cả nhận định thị trường. Thì trong đấy thì có quan điểm của rất là nhiều chuyên gia, chứ không phải là chỉ riêng một hay hai chuyên gia. Và đây là cái chương trình mà giống như là một hội nghị bàn tròn để quý nhà đầu tư có thể nghe được nhiều chiều về cổ phiếu. Thì cái chương trình này nó sẽ phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ tư hàng tuần. Chương trình thứ ba của chúng tôi đấy chính là chương trình 360 độ cổ phiếu, là chương trình ngày hôm nay, là mà sẽ phân tích một cổ phiếu theo cả hai phương diện tích cực và tiêu cực để quý nhà đầu tư có một cái góc nhìn khách quan về cổ phiếu, qua đấy thì tự đưa ra được một cái quyết định đầu tư cho bản thân. Và chương trình cuối cùng của chúng tôi là chương trình Nhịp đập thị trường, là một chương trình phân tích thị trường hàng ngày cũng như các mã cổ phiếu theo góc nhìn kỹ thuật.
thì chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc 4 giờ chiều hàng tuần. Ngoài ra nữa thì VN Direct còn có những cái cộng đồng trên Facebook và Stockbook để quý nhà đầu tư có thể tham gia, bao gồm là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DeWell, là cái cộng đồng mà quý nhà đầu tư có thể là tìm hiểu những cái thông tin về các cổ phiếu và cũng như là đưa ra những cái hỏi đáp, những cái khuyến nghị về cái việc là những cái cổ phiếu nào mà có thể là nắm giữ dài hạn, hay là những cái cổ phiếu nào mà có tiềm năng tăng trưởng về trong tương lai rất là lâu dài. Ngoài ra nữa thì có cộng đồng về giao dịch chứng khoán D-Stock, là một cái nhóm group mà sẽ chuyên về các tín hiệu phân tích kỹ thuật hay những cái cơ hội đầu tư ngắn hạn. Và cuối cùng là hai cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và cộng đồng bảo an tài chính, là những cái cộng đồng mà chuyên về những cái sản phẩm dịch vụ tài chính bên ngoài như trái phiếu hay bảo hiểm, hay là những cái thông tin cập nhật về quản lý tài chính cá nhân. Và để tham gia các cộng đồng này thì quý nhà đầu tư có thể là ấn vào cái đường link QR code mà chúng tôi để ở đây. Và sau đây thì tôi sẽ xin phép là sang cái phần hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đấy chính là: biên lợi nhuận của Viettel Post mấy năm gần đây giảm rất mạnh là do đâu, và các chuyên gia nhận định xu hướng biên lợi nhuận cộp của Viettel Post trong tương lai như nào ạ? Thì cái câu này thì chuyên gia của chúng tôi cũng đã trả lời trong chương trình. Đấy là thứ nhất là đến từ cái việc là tình hình dịch Covid thì cũng khiến cho là cái việc là kết quả kinh doanh là nó cũng khó khăn hơn. Ngoài ra nữa thì là cái việc cạnh tranh gay gắt trong năm 2020 cũng khiến cho Viettel Post phải giảm giá dịch vụ để mà có thể duy trì được cái biên lợi nhuận gộp. Thì cái biên lợi nhuận gộp của chúng tôi ước tính trong 2021 thì đã đi ngang rồi, và tôi hy vọng là trong tương lai thì nó sẽ duy trì ở mức này và sau đấy là sẽ tăng trở lại. Tôi có thêm một cái ý bổ sung về cái biên lợi nhuận gộp của Viettel Post. Thì ngoài hai cái yếu tố mà Duy vừa nói thì sẽ còn thêm cái yếu tố hỗ trợ tốt cho biên lợi nhuận gộp của Viettel Post trong thời gian tới, đó là việc doanh nghiệp đang đẩy mạnh áp dụng cái công nghệ vào cái công nghệ để áp dụng vào cái lĩnh vực kinh doanh của mình, cụ thể là những cái trung tâm về chia chọn, những cái trung tâm logistics thông minh, nó có cái năng lực xử lý rất là cao và đồng thời nó cũng rất là tiết kiệm cái nó cũng rất tiết kiệm nhân sự, chi phí về nhân sự cho công ty. Thì khi mà hiện tại thì Viettel Post mới đang triển khai được các trung tâm chia chọn này ở một số khu vực chính như là Hà Nội và Hồ Chí Minh, và trong thời gian tới khi mà Viettel Post triển khai trên toàn quốc thì tôi cho rằng là cái chi phí nhân sự của Viettel Post sẽ được cắt giảm mạnh và nó sẽ kéo theo cái biên lợi nhuận gộp của Viettel Post tăng trưởng trở lại. Vâng, câu hỏi tiếp theo đấy là một câu hỏi về việc là các chuyên gia đánh giá thêm về sự thành công của vỏ sò. Vâng, thì không biết là anh Dũng có quan điểm gì về cái việc là liệu vỏ sò có thành công hay không, và cái yếu tố gì có thể giúp cho vỏ sò có thể thành công được? Vâng, vỏ sò thì có một cái chiến lược đi rất là riêng, đó là họ kết hợp với cả những cái nhà sản xuất nông sản của Việt Nam để giúp cho những cái người nông dân cũng như là những cái nhà sản xuất nông sản có thể tiêu thụ được sản phẩm. Thì trong rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua thì việc dịch bệnh diễn ra nó đã khiến cho cái nhu cầu về tiêu thụ những cái nhu yếu phẩm thiết yếu tăng lên, và nó đã giúp cho cái trang thương mại điện tử vỏ sò VN của Viettel Post có tác dụng. Cụ thể là cái như tôi đã trình bày là cái xếp hạng của trang vỏ sò của Viettel Post đã tăng từ thứ 14 trong tháng 6 lên từ tháng 8 trong tháng 7. Đó là một mức tăng rất là tốt. Phía trên thì sẽ nó là những cái trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam rồi, như là Lazada hay là Shopee. Và đồng thời là Viettel Post cũng có cái hệ thống chuyển phát, cũng có cái hệ thống vận chuyển hàng hóa riêng của mình, đó là chính là cái hoạt động cốt lõi của Viettel Post. Thì nó cũng là một thêm một cái hỗ trợ vững chắc nữa cho cái sự phát triển của cái sàn thương mại vỏ sò này. Thì như chúng ta cũng biết thì những cái trang thương mại điện tử khác như là Lazada hay là Shopee là họ phải sử dụng những cái dịch vụ vận chuyển của các bên khác, và nó phần nào nó
tạo ra một cái sự tương đối là không ổn định trong cái việc vận chuyển này. Thì đối với vỏ sò.vn thì tôi cho rằng là trang này nó sẽ có thể khắc phục được những cái yếu điểm của những cái trang khác, và nó sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng rất là tốt, đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua khi mà vỏ sò.vn đã cung cấp thực phẩm cho toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ giúp cho cái nhận diện của vỏ sò.vn tăng lên trong đối với cả người dân Việt Nam, và nó sẽ là một cái bàn đạp rất là vững chắc để vỏ sò.vn có thể phát triển mạnh trong thời gian tới. Và cái vỏ sò.vn này cũng là một cái yếu tố để có thể làm nó cũng là một cái câu chuyện để mà có thể thu hút các cái nhà đầu tư nước ngoài đối với cả Vietapost, bởi vì những cái nhà đầu tư nước ngoài họ rất là quan tâm đến cái câu chuyện về thương mại điện tử cũng như là bán lẻ của Việt Nam, và đó là một cái câu chuyện nó có thể giúp cho cái định giá của Vietapost nó sẽ còn cao hơn nữa khi mà Vietapost có thể triển khai thành công được cái mảng này. Vâng ạ. Ngoài ra thì có một câu hỏi khác nữa về Vietapost, đấy là các sàn thương mại điện tử đều thành lập công ty chuyển phát riêng và được ưu tiên vận chuyển các đơn hàng đặt trên sàn. Vietapost có lợi thế gì so với các đối thủ cạnh tranh đó ạ? Cảm ơn chuyên gia. Và ngoài ra nữa thì có một câu hỏi về định giá của Vietapost. Là về câu, giá mục tiêu. Về câu việc chuyển phát của các sàn thương mại điện tử thì tôi cũng đã trình bày ở trên, đó là không phải sàn nào cũng có cái bộ phận chuyển phát riêng của mình. Cụ thể như là Lazada hay là Shopee là họ phải cần đến vài ba đơn vị chuyển phát để chuyển phát cho cái sản phẩm của họ. Do đó là vỏ sò.vn có một cái lợi thế, đó là có được cái sự hỗ trợ từ lĩnh vực chuyển phát cũng như là cái hạ tầng chuyển phát rất là tốt của Vietapost. Về cái định giá của Vietapost thì sau khi chia tách thì chúng tôi định giá Vietapost vào khoảng 95.300 đồng một cổ phiếu, tức là tương đương với cả cái mức upside vào khoảng trên 15% so với cả cái giá hiện tại trên sàn. Dạ vâng. Sau đây thì tôi sẽ bên cạnh là những cái câu hỏi về Vietapost thì tôi thấy là có những cái câu hỏi về các cổ phiếu khác, thì tôi sẽ xin phép là sẽ trả lời những cái câu hỏi này. Thì câu thứ nhất đấy là hai anh cho xin nhận định về Vinhome hết quý 4 này ạ, cảm ơn các chuyên gia. Thì đối với cả cổ phiếu Vinhome thì hiện tại là bên VN Direct là đang định giá ở mức là 135.000 đồng một cổ phiếu, tương đương với cả việc là upside so với cả giá trên sàn hiện tại là vẫn còn tương đối tốt, và cho nên là quý nhà đầu tư có thể là đầu tư cái cổ phiếu này. Thì ngoài ra nữa thì tôi cũng có cập nhật thêm những cái thông tin về những cái dự phóng về kết quả kinh doanh cũng như là doanh thu thuần của VN Direct đối với cả cổ phiếu. Thì về cơ bản thì doanh thu của năm 2021 của cổ phiếu dự kiến là sẽ tăng trưởng khoảng 15,6%, lợi nhuận gộp thì sẽ tăng khoảng tầm 18,9%, và cái lợi nhuận này thì nó cao hơn so với cả hồi xưa chúng tôi dự phóng, là tại vì do là cái doanh thu từ cái khu thấp tầng là Vinhome Grand Park trong quý 1 2021 thì có biên lợi nhuận gộp rất là tốt. Và ngoài ra nữa thì là chúng tôi dự kiến là cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cả năm 2021 là khoảng 30.000 tỷ đồng, và là cái lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 29.133 tỷ đồng. Một số cái dự án mà của Vinhome mà được kỳ vọng hay là cập nhật thêm thông tin thì đấy là bao gồm có Vinhome Wonder Park, thì là cái dự án này ở Đan Phượng, Hà Nội thì sẽ dự kiến mở bán vào quý 3 2021 này, và cái số lượng căn hộ là khoảng 3.650 căn, với cả các loại hình thì là bao gồm cả cao tầng và thấp tầng. Cái dự án thứ hai là cái dự án mà Vinhome Dream City ở Văn Giang, Hưng Yên, thì cái dự án này đã được là Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và khởi công vào quý 4 năm 2021. Ngoài ra những cái có một số dự án khác mà cũng dự kiến là sẽ mở bán trong thời gian tới, đấy là dự án Vinhome Cổ Loa khoảng quy mô là khoảng 385 ha ở Đông Anh, Hà Nội, thì cái dự án này có số lượng khoảng 8.867 căn. Thì một số những cái dự án này, và bên cạnh những cái thông tin sẽ mở bán và nếu mà mở bán thành công thì sẽ là những cái thông tin rất là tích cực đối với cả cổ phiếu Vinhome, để quý nhà đầu tư có thể là kỳ vọng là giá của Vinhome sẽ tiếp cận được cái giá mục tiêu định giá của chúng tôi trong thời gian sớm.
Ngoài ra nữa thì có một câu hỏi về việc là của bạn Hữu Hiếu Hoàng là em là người mới, vốn nhỏ nên đầu tư gì ạ? Thì cái câu hỏi này thì theo tôi là nếu mà vốn nhỏ và là người mới thì quý nhà đầu tư nên tập trung vào những mã cổ phiếu ở trên sàn VN30 hay là ở những cái mã cổ phiếu mà chúng tôi đã có những trong những cái số trước ở trong chương trình cổ phiếu 360 độ về thì đều là những cái mã đầu ngành hay là của nền kinh tế Việt Nam. Những cái mã mà quý nhà đầu tư quan tâm thì có, tối thiểu thì quý nhà đầu tư nên đầu tư một cổ phiếu ngân hàng, thì những cái ngân hàng mà tiêu biểu mà có thể đầu tư được thì bao gồm là MB Bank, Techcombank hay là một số ngân hàng tiên phong hơn thì như là Tiên Phong Bank. Và ngoài ra nữa thì có những ngân hàng có vốn nhà nước cũng rất là đáng để quý nhà đầu tư quan tâm, đấy là Vietcombank, BIDV hay là CTG. Đối với cả ngoài ra nữa thì những cái cổ phiếu sản xuất và những cổ phiếu bất động sản cũng là những cái cổ phiếu mà quý nhà đầu tư nên có. Và khi là một nhà đầu tư mới thì chúng tôi khuyến nghị là quý nhà đầu tư nên đầu tư tối thiểu khoảng tầm 3 đến 5 mã để có thể là đa dạng hóa rủi ro đầu tư cũng như là quản trị danh mục tốt hơn, và qua đấy thì là tránh bị thua lỗ quá mức đối với cả một cổ phiếu duy nhất và dẫn tới là chán nản trong cái việc đầu tư. Có một bạn hỏi là việc ngừng giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 7, tháng 8 có ảnh hưởng đến Vietjetpost trong quý 3, quý 4 không ạ? Vâng. Thực tế thì trong cái thời điểm mà ngừng giao hàng thì hầu hết thì toàn ngành là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là có một cái điểm sáng, đó là Viettel Post trong cái giai đoạn này vẫn có thể cung cấp được cái dịch vụ của mình đến với khách hàng ở một số cái khu vực không bị hạn chế, mặc dù là cái thời gian nó có thể cao hơn so với bình thường, do là nhân viên có thể là bị mắc Covid-19 dẫn đến là cái kho bị phong tỏa, hoặc là những cái tuyến đường mà nó có thể bị cấm và phải cần giấy xác nhận đi thường của chính phủ. Thì tôi cho rằng là trong cái thời điểm mà dịch bệnh tháng 7, tháng 8 vừa qua thì rất là nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái mức độ ảnh hưởng của Viettel Post là ít hơn, và Viettel Post vẫn có thể hoạt động với một cái mức công suất tương đối trong cái giai đoạn vừa qua. Do đó là cái kết quả kinh doanh của quý 3 của Viettel Post cũng sẽ nhìn chung là so với mặt bằng chung của ngành thì cũng sẽ tốt hơn. Và quý 4 thì như chúng ta đã biết là chính phủ đang có cái kế hoạch là mở lại nền kinh tế và có những cái hướng dẫn các đơn vị nào rồi giấy tờ như thế nào để có thể hoạt động được trở lại, thì Viettel Post thì luôn luôn gọi là tiên phong trong cái việc là cung cấp đầy đủ những cái giấy tờ cũng như là cái khả năng để mà có thể vận hành được các cái dịch vụ của mình. Thì tôi cho rằng là trong quý 4 này thì cái dịch vụ chuyển phát của Viettel Post sẽ có cái mức độ phục hồi rất là tốt theo cái tiến độ phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Vâng ạ. Sau đây thì là sẽ một câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư về mã cổ phiếu VGC trong việc đầu tư dài hạn. Thì VGC là một cổ phiếu mà trước đây là thuộc quản lý của nhà nước, thì là công ty Viglacera là chuyên về cái lĩnh vực là về sản xuất vật liệu xây dựng. Ngoài ra nữa thì là có về cả phát triển về bất động sản khu công nghiệp. Thì Viglacera thì có một số cái điểm là thứ nhất là về cái vật liệu xây dựng thì là họ chuyên sản xuất về gạch, và ngoài ra nữa thì là về cái kính. Thì cái kính trước đây thì là cái tăng trưởng rất là tốt, bởi vì do là liên quan đến cái yếu tố là năng lượng tái tạo, và cái kính thì có thể là sử dụng để làm pin năng lượng mặt trời, thì khiến cho cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong quá khứ về cái mảng đấy thì tương đối là tốt. Tuy nhiên là gần đây thì không còn được như vậy nữa. Còn đối với cả cái mảng gạch thì nhìn chung Viglacera vẫn là một cái doanh nghiệp hàng đầu trong cái lĩnh vực sản xuất gạch. Tuy nhiên thì cái việc sản xuất gạch nó không quá là khó khăn, một cái dây chuyền đầu tư nó không quá là đắt đỏ, cho nên là thành ra là cái rào cản gia nhập ngành cũng không cao. Mặc dù Viglacera là doanh nghiệp có thương hiệu nhưng mà cũng qua đấy nhưng mà cũng không quá là nổi trội so với cả những cái doanh nghiệp khác về cái biên lợi nhuận hay là về cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu. Đối với cả Viglacera này thì tôi muốn lưu ý thêm, đấy là cái cách quản trị của doanh nghiệp là nó sẽ liên quan đến việc, trước đây thì là liên quan đến cái việc là
nó có rất là nhiều công ty con, và các công ty con thì đều có những cái sản phẩm riêng của họ mà đều là về gạch ốp lát cả, thì cái việc này cũng sẽ khiến cho là những cái công ty con là vô hình chung là cạnh tranh lẫn nhau, thì qua đấy là cũng sẽ khiến cho là cái và cái chiến lược phát triển của các doanh nghiệp công ty con thì lại không đồng đều, thì qua đấy là cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng cũng như là về khả năng cạnh tranh. Và gần đây thì Villacera đã về một chủ mới, thì đấy là về công ty Zilex. Thì về cơ bản mà nói thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái sau khi về chủ mới thì cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là vẫn chưa được cải thiện đáng kể và vẫn là đi ngang và thậm chí là có chiều hướng là giảm nhẹ trong năm 2020. Thì theo tôi thì công ty Villacera, nếu mà chúng ta chỉ nhìn theo cái về thương hiệu thì đây cũng là một cái thương hiệu hàng đầu và xứng đáng để chúng ta đầu tư, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ hơn về cái chủ doanh nghiệp hay là về cái kết quả kinh doanh lợi nhuận cũng như là cái triển vọng ngành hay là cái khả năng đàm phán cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thì chúng ta chưa thấy quá là nhiều nổi trội. Nếu mà tuy nhiên có một cái mảng mà rất là tiềm năng thôi, đấy chính là cái mảng về khu công nghiệp. Thì hiện tại là cái khu công nghiệp chính của VCC thì là có nhiều cái quỹ đất rất là tiềm năng, thì đây có thể là cái thứ mà khiến cho chúng ta quan tâm hơn khi mà đầu tư vào cổ phiếu Villacera. Tuy nhiên là nếu mà đầu tư vào khu công nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều doanh nghiệp khác trên sàn mà có quỹ đất tốt cũng không kém VGC, nhưng mà cái định giá thì nó lại ở mức phù hợp hơn để quý nhà đầu tư có thể là quan tâm. Qua đấy thì theo như tôi nhận định thì là VGC là một doanh nghiệp mà có thương hiệu tốt, đa ngành và hoạt động ở trong những cái ngành mà vẫn là đang có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên cái quản trị thì chưa thực sự là hấp dẫn và cái kết quả kinh doanh thì cần phải cải thiện thêm. Nếu mà trong tương lai khi mà cái kết quả kinh doanh của VGC được cải thiện thì hoàn toàn đây là một cổ phiếu mà xứng đáng để nhà đầu tư có thể là đầu tư. Câu hỏi tiếp theo là về nhận định về mã DPM là Đạm Phú Mỹ, thì không biết là cái công ty Đạm Phú Mỹ này thì anh Dũng có thông tin gì không ạ? Còn nếu mà không thì là để tôi sẽ trả lời cho quý nhà đầu tư. Công ty Đạm Phú Mỹ thì là một cái công ty mà chuyên về phân bón, thì cũng là có thị phần rất là lớn tại Việt Nam và là một trong những công ty đầu ngành. Thì cái vốn hóa hiện tại của Đạm Phú Mỹ là khoảng 15.700 tỷ và cái lợi nhuận trung bình một năm thì là khoảng ở mức là khoảng 700 tỷ. Và tuy nhiên là cái lợi nhuận năm 2020 thì khả năng cao vẫn chưa phải là cái đỉnh của doanh nghiệp, khi mà chúng ta nhìn thấy là năm 2021 có những cái biên chuyển rất là tích cực, bởi vì do là cái giá của phân đạm hay là cái giá của phân là phân bón là cũng đã tăng trong thời gian vừa qua, và trong khi đấy thì hàng tồn kho của doanh nghiệp thì khá là thấp, khiến cho là cái lợi nhuận của doanh nghiệp là sẽ tiếp tục được cải thiện trong vòng quý 3 và quý 4 này. Thì theo như tôi nhận định thì là nếu mà một năm doanh nghiệp hiện tại, nếu mà theo như cái kết quả kinh doanh hiện tại quý 2 này là khoảng tầm 700 tỷ, và nếu mà cả năm thì chỉ cần duy trì được bằng một nửa quý 2 thôi là khoảng 1.400, thì cái PE của doanh nghiệp rất là thấp so với cả một cái công ty đầu ngành. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nhỏ trong cái việc đầu tư cái cổ phiếu này, đấy là cái việc là tăng giá phân đạm là nó có cái hay là tăng giá hàng hóa thì nó sẽ mang tính thời vụ, nghĩa là cái mức độ cái biên lợi nhuận hay là cái lợi nhuận dòng của doanh nghiệp cao đột biến như này sẽ không duy trì trong một thời gian quá lâu, và trong ngắn hạn thì hiện tại là nó vẫn đang tích cực, nhưng mà khi mà quý nhà đầu tư nhận thấy cái chu kỳ tăng giá nguyên vật liệu hay là tăng giá phân bón kết thúc thì là cái lúc mà quý nhà đầu tư nên cẩn thận với cả cổ phiếu PVM. Vâng, ngoài ra nữa thì là, và sau đây thì tôi sẽ xin phép là trả lời nốt một câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc chương trình tại đây. Thì đấy là một câu hỏi về cái việc là nhóm ngành ngân hàng quý 4 có khả quan không ạ? Vâng, và đối với cả cái nhóm ngành ngân hàng về quý 4 thì theo quan điểm của tôi thì đấy là về cơ bản thì là cái lợi nhuận, bức tranh lợi nhuận của ngân hàng thì trong quý 3 và quý 4 sẽ không còn được tốt như là quý 1 và quý 2, bởi vì do là liên quan đến cái việc là cái rủi ro nợ xấu là nó sẽ thể hiện ra hay là trích lập thêm những cái nợ xấu để nhằm đáp ứng, bởi vì do sau kết thúc Covid thì là các thông tư hỗ trợ về nợ xấu của ngân hàng là nó sẽ kết thúc. Ngoài ra nữa thì là cái triển vọng là cắt giảm lãi suất khiến cho NIM của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng.
thì cái điều này nó sẽ khiến cho là cái lợi nhuận của ngân hàng trong nửa cuối năm có thể là sẽ không tốt được như nửa đầu năm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dài hạn hơn thì năm 2022 khả năng cao là ngân hàng vẫn có thể là có tăng trưởng về lợi nhuận, và dài hạn hơn nữa thì ngân hàng vẫn là trụ cột của nền kinh tế và là mạch máu khiến của nền kinh tế, thì những cái điều này sẽ khiến cho cái việc là ngành ngân hàng vẫn rất là hấp dẫn cho quý nhà đầu tư để có thể là nắm giữ lâu dài. Vâng, và sau đây thì là tôi sẽ xin phép là sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây, và xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào chiều thứ năm hàng tuần. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.